thanh toán viện phí bằng tài khoản định danh. Giải pháp thanh toán viện phí từ VietinBank. Bước 1. Để bắt đầu thanh toán viện phí, bạn đăng nhập hệ thống Internet Banking của ngân hàng mình đang có tài khoản. Bước 2. Hãy chọn chức năng chuyển tiền trong hệ thống với ứng dụng VietinBank iPay và chức năng chuyển tiền ngoài hệ thống với các ứng dụng Internet Banking của ngân hàng khác. Bước 3. Bạn nhập thông tin mã định danh tài khoản đã được bệnh viện cung cấp cho bạn. Bước 4. Số tiền viện phí cần thanh toán sẽ được gợi ý tại trường, tên tài khoản. Bạn nhập số tiền cần thanh toán, kiểm tra thông tin thanh toán trước khi xác thực. Bước 5. Bạn thực hiện nhập mã OTP để xác thực giao dịch. Bước 6. Màn hình báo cáo giao dịch đã thành công. Bạn tiếp tục khám chữa bệnh theo hướng dẫn của bệnh viện. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với dịch vụ thanh toán viện phí bằng tài khoản định danh từ VietinBank. VietinBank, nâng giá trị cuộc sống.